Xin chào mọi người đến với kênh Thầy Giáo Tí Hon. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ, subscribe và chia sẻ các video cho Hùng. Hiện tại đã được hơn 70.000 subscribe rồi và gần đạt nút bạc rồi. Hôm nay là cuối tuần Chủ nhật cho nên là Hùng, My cùng với hai người nữa thì sẽ lượn lờ lên phố đi bộ Hà Nội xem như nào. Và coi như là một cái dịp cuối tuần để mình xả stress để bắt đầu một tuần mới làm việc vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Ok, mời cả nhà cùng theo dõi hành trình của bọn Hùng nhá. Góc nhỏ thôi. Lên lầu ngồi ấy. Nhìn. Tắm lại rồi. Đây là lần đầu tiên mà Hùng đi cà phê đặc với em mà nó ngon lắm, đây này nó có nhiều cả. Đây trải nghiệm rồi. Mình ngồi trong này hoặc là ngồi bên kia. Hết pin à? Sao á? Hết pin rồi. Tắt ngủ rồi. Hả? Ở đây hay là trong này hay trong góc? Ở đây. Nó đường kìa. Đấy. Đấy. Ok. Đây là menu kìa. Đây là đồ xanh trứng quán nhá. Bây giờ gọi đi. Có cái này này em cần trứng matcha. Matcha là matcha là kiểu như trà xanh á, là có nước trứng á. Có cho em đậu xanh trứng đá. Đậu xanh. Rung trứng cà cao. Rung trứng cà cao. Bây giờ đang order mọi người. Quán này thì nó nhìn biển thì nó trường hôm nhỏ nhà mình được nhà là rất là nhỏ, mọi người thấy đấy, nhưng mà cái này khá là đông đúc. Ở đây uống cam matcha trứng cho sốt một đậu xanh đóng cái đá đá. Em trứng quế đi, em ăn trứng quế này. Đóng đá. Cái này có đá không nhỉ? Cái kem trứng matcha là. Thôi, ô cái này. Có cái matcha trứng. Matcha trứng đá. Đá luôn đấy. Cái con nữa. Tại sao con mấy người ở nhìn? Rung à? Cái nào? Nước còn luôn. Anh cho các trứng hoặc các cái trứng này. Các trứng này. Trứng Việt Nam họ nhiều à? Vâng. Đấy gọi ca cao xong là thử nha. Ok. Em đổi kem sữa đá, bây giờ mới thấy cái này. Kem sữa đá thì không có trứng đâu. Không, em không có trứng đâu, em ăn kem sữa đá thôi. Không được đổi đá. Kem sữa đá. Như thế là đã có rồi, sau bây giờ chị tập chơi nữa. Đi tới quán nửa tiếng này món trứng. Để uống cái gì, uống cái gì vậy? Đấy, đúng không? Thành cái quả ngược đời lắm. Tại lúc này em không thấy cái đạn dưới đây. Đây là đầu tiên ngồi đến quán này thấy anh Thắng như anh Thắng bảo mình mới biết mình đến. Gọi là mấy trứng này. Hay là mọi người bây giờ đồ ăn đã ra rồi nha. Đây chúng ta cùng xem này đây. Đây cacao này. Đấy, đây là cacao đúng không? Đây là sữa chua đá, sữa chua đá. Đấy đi quán hỏi là đặc sản trứng mà là gọi sữa chua đá đúng không? Của mình đây là quế nè. Đấy, cái này là quế trứng nha. Vị đấy là đá. My là gọi gì đấy? Đậu xanh trứng. Không biết nó có ngon hay không đây nè. À? Ok thử đây mọi người, thử xem nó có ngon không. Cái hông cũng phải quấy lên để ăn đâu. Cục đá con đường. Lâu lắm rồi đây đang thử đấy. Này. Rồi mà cái gì mình ở Hà Nội 4 năm yêu nhau yêu nhau 3 năm chưa bao giờ được đi một lần. Cái này anh có biết quán này đâu, tàu lao yêu nhau 3 năm cưới nhau đấy. Các bạn nào mình không biết thì làm sao mà dắt đi được đúng không các bạn? Cái đâu phải là quán nào Hà Nội cũng dắt đi được đâu. Anh ơi canh tuyết, thử chua canh tuyết ngon ngon không? Ngon. Cái này đi cầm để em. Ngon thế đấy. À. Anh biết của cô này cũng ngon thế đấy. Em đi xin ra cái bàn người ta bị bây giờ. Và đám. Em nhau nhé. Vô duyên vãi. Bây giờ mình sẽ thử nha, xem như nào nha. Cacao trứng ngon. Ôi cái này chanh tuyết đá thì có vị cà phê nó nhảy lên nào. Của em trắng mà trong đây có cả cà phê. Đi uống cà phê là nên là mỗi thằng gọi món để xong rồi ra uống thằng nào một nhiều món thử cái này của em ngon. Xong rồi thành ra nhiều món. Ok em thử đi, một lần đi uống mà uống được 4 món cơ. Chị ơi em thử cái này của chị. Cái quế này hơi khó uống á. Nó khét mùi cacao. Mùi cacao. Không phải cacao. Cà phê. Chị ơi không có đá. Uống thử cái cacao của anh ngon này. Của chị My ngon nhưng mà ngán lắm. Ôi, có anh Hùng ấy không? Đậu xanh ngon là mình có thêm nêm đá được không? Được. Nêm đá được không? Được. Tôi em thử quế đâu. Ui, quế không? Ngon cực. Ngon này ngon. Cái này ngon. Cái này ngon hơn cái này. Đây, uống mình này đây, gọi với quế ra thì uống mình thì không ai thì uống quế. Rồi thì đem đó mọi người ạ, mình gọi cái món quế này cổng này. Cái quế này em ghét nhất luôn. Còn nó nghe mùi quế như là chả thấy mùi quế mấy ăn mùi nồng nặc ấy, mình không quen đấy. Cái của anh cũng ngon mà. Mùi của anh nó có vị cà phê trong đấy, mình thì không quen đâu cà phê. Ngon đúng không? Trời, mình chọn mẹ hên xui rồi. Bắt đầu này không ta đây chọn siêu. Cái này con này cacao đúng là thử đi. Em rồi. Cacao rất ngon. Cái của em ngon cực, canh cực. Cái này được. Cái này của mình cái giá này được cái này thành nó mùi. Giá cả. Mọi người ơi, ngon. Hôm nay mình đi mình gặp cái gì ấy, tại sao mình lại ai order món nào cũng ngon mà mình muốn thì gần như là muốn đánh hơn khó ăn đấy nhỉ. Mà món lại hồng như là đắt chứ, 40.000 mấy món kia. Công nhận cái này ngon thật, cái này là gì đấy? Rau Huế đó. À, chanh sữa đá. Đừng ăn đồ đắt tiền, đừng ăn ngon, cái này mới thành ra nó dở ẹt. Không phải đâu, món này nếu như mà ai mà kiểu uống ai quen uống cà phê ấy, người ta uống cà phê thì uống có thể là ngon như là hồng đấy. Ăn ít rất ít khi uống cà phê ấy. Nên là nó hơi đắng đắng thì khó uống thêm nhiều đá. Nhà đá đấy. Nhà đá lên bàn này. Sau khi cà phê xong rồi bắt đầu lượn để đi xem chọn đồ xem như nào nhé. Cái nào? Cái này á? À, cái này rất là hợp với dáng hùng. để tạo ra được những tác phẩm đẹp thì phải như này đây. Yeah. Như thế là hết một tối vui vẻ thôi. Đấy là mình ngồi đây một tí cho mát rồi sau đấy là sẽ về. Đến đây là mình đấy còn đấy cặp này ơi. Bây giờ bắt đầu có gió rất là mát này, bây giờ cũng bắt đầu 8 giờ thì đang có rất là nhiều đôi, nhiều cặp ra đây ngồi hóng mát này. Thì Nhung ngồi đây một hồi nữa thì là mọi người theo dõi kênh Nhung thì là thấy hay thì mọi người nhớ like, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho vợ chồng Hùng nha, để vợ chồng Hùng nhanh nhận nút đạt và nút bạc. Cái gì hôm nay đi thích không? Đi chơi mà không thích, đừng đi chơi mà không thích. Phải tuần lần đi như này nhá. Thế thì ngon quá. Ở phía sau mình cũng có rất là nhiều đôi đấy, mình sẽ quay mọi người. Tới nó đắm rồi. Để quay nhưng mà người ta có gì người ta đánh thì các bạn nhớ can nhá. Đấy. Quay trộm tung mà. Đèn kia hình như hai cái chùm đèn vậy nó vàng quá hay sao á? Phải như nó vàng như cái kia thì cũng mình làm vàng để nó hát vào cái nhà hát lớn này này. Nhà hát lớn. Nhưng mà nhà đi bộ hơi tối cả kẻ bên này bên kia. Vàng quá. Hùng đi xe máy chở Min đi đầu ngoài đường thì là hầu như đi gặp người nào cũng nhìn rất là nhiều người mà quay phim rồi. Quay phim chụp ảnh lại, Hùng cũng rất là muốn quay những cái khoảnh khắc đấy để cho mọi người xem, nhưng mà rất tiếc là cái GoPro Hùng mượn này thì là nó không có gắn được để nhìn ở phía sau với nhìn hai bên nữa ấy, mà là gắn cố định ở phía dưới của xe thôi. Thì sau này làm YouTube, sau này vài tháng nữa có tiền mình để sắm GoPro và những phụ kiện khác mình ấy nhà, đỡ về đi mượn nhiều khi vẫn sợ. Và quay ra ngoài đường như này thì cầm GoPro quay ngoài đường như này thì tại vì Hùng với các bạn của Hùng thì đều nhỏ cho nên là cũng rất sợ là cầm quay như này có đứa nào nó giật thì không biết làm sao để đuổi theo được nữa. Hơi nguy hiểm cho nên phải gắn cố định giờ xe, không có linh hoạt được đấy. Có một gia đình tới nữa. Ok, thấy nhá, thì là mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký kênh Hùng nhé. Nói cái gì với các bạn đó? Nói gì? Suốt ngày rất là lười nói, nhưng mà mỗi khi mà bảo tại sao em ít nói thế, đây là My toàn là bảo là anh nói hết phần. Các bạn nào không có nói thì My chẳng nói gì thì không chẳng phải nói đúng không? Em mà nói nữa là anh nghe. Hai thằng, một thằng nói một thằng nghe, chứ hai thằng cùng nói thì thằng nào nghe. Thì em cứ nói đi thì anh sẽ không nói, đấy là do em không nói anh mới phải nói nhiều. May mà không nói.